Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 16 tháng 12, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Tân xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 12, anh MVL, 32 tuổi, trú ở xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, điều khiển xe máy lưu thông trên đường xã thì bị mất lái tông vào tường nhà dân ở góc đường. Hậu quả khiến anh L chết tại chỗ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Tân cho biết trong hai ngày 15 và 16 tháng 12 cũng là ngày gia đình tổ chức đám cưới cho anh L, nhà cô dâu và chú rể chỉ cách nhau khoảng 500 mét. Vị lãnh đạo xã chia sẻ, không có sự việc đau lòng xảy ra thì hôm nay là ngày cưới của anh L, sự việc xảy ra bất ngờ, gia đình hai bên đang rất đau lòng, bối rối. Giạp cưới đã được thu dọn để thay bằng giạp tang. Theo người dân địa phương, tối qua chú rể L có cùng bạn bè sang nhà cô dâu để liên hoan văn nghệ trước ngày cưới. Trên đường trở về nhà thì không may bị tai nạn tự ngã cách nhà cô dâu chỉ khoảng 50 mét.